Tối nay chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về chủ đề dạy trẻ tự bảo vệ bản thân. Và tôi rất mong các bạn sẽ cùng tôi chia sẻ làm cách nào để trẻ được an toàn. Và tôi không nói là dạy con tự bảo vệ bản thân, mà tôi nói là dạy trẻ. Và tất cả chúng ta, mỗi người chung tay bảo vệ trẻ em, thì trẻ em mới được an toàn, đúng không ạ? Và kể cả tất cả mọi người, những người chưa có gia đình, những người chưa có con cái, tất cả mỗi người chỉ cần ý thức một chút thôi, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một môi trường an toàn cho trẻ. Và đặc biệt chúng ta có thể giúp cho con chúng ta, cháu chúng ta, học trò của chúng ta, những trẻ em xung quanh chúng ta và chính chúng ta nữa được an toàn. Có ai có thể chia sẻ ngay đầu tiên với mọi người không ạ? Tôi đang rất là mong những comment của mọi người đây. Có thể nói là chưa bao giờ mà chúng ta cảm thấy thời gian gần đây có quá nhiều tin tức dồn dập về những câu chuyện trẻ em bị hại. Và gần đây nhất là những thông tin của tổ chức EVAC được đăng trên hội tổ chức hội thảo và đăng trên báo Tiền Phong và được Thế Giới Tiếp Thị đăng lại, thì tôi thấy là trong 5 năm thì người ta đã điều tra được là từ năm 2011 đến năm 2015 thì có đến 5.300 vụ trẻ em bị xâm hại. Mỗi năm có đến khoảng 3.000 đến 4.000 vụ bạo lực trẻ em. Trong đó thì có 100 trẻ bị giết hại và 1.000 trẻ bị xâm hại mỗi năm. Thì chúng ta thấy là những cái tin này rất là đau lòng, đúng không ạ? Có bạn Trà Giang điểm danh rồi. Tôi nói vui là điểm danh thì chúng ta sẽ có mặt và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Chung xung quanh chúng ta đều là những người, em bé, những thiên thần, đúng không ạ? Làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn được cái tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Đặc biệt là lại có rất nhiều những cái tin tức gần đây dồn dập về câu chuyện trẻ bị bạo hành ở trong nhà trường bởi thầy cô, bởi các bạn của mình. Tình trạng bắt nạt trong học đường, tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng nghiêm trọng. Những cái tin như là thầy giáo giám thị mà tát học trò trên bục giảng, rồi một cô giáo ở Hà Nội đã cho các bạn tát vào mặt một bạn trong lớp học sinh tiểu học, thì quả thật là chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Vậy làm sao để con chúng ta được an toàn, con chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân? Có thể nói là an toàn là một cái nhu cầu rất là quan trọng trong cái thang bậc nhu cầu Maslow đã đưa ra. Thì chúng ta biết là nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ đâu, đến từ bất kỳ ai, có thể đến từ bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai trong số chúng ta, không phải chỉ là trẻ con, người lớn chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm, đúng không ạ, nếu chúng ta không cẩn thận. Bạn Hạnh Lý đã có câu hỏi đầu tiên là trẻ con trai thì cần trang bị những kỹ năng gì ạ? Khi trẻ cần cho trẻ được an toàn thì trẻ nam hay trẻ nữ, trẻ trai trẻ gái thì đều cần có những cái kỹ năng rất là căn bản, là trước hết phải là kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Vì có thể nói là kỹ năng tự bảo vệ bản thân là một kỹ năng sống còn. Chúng ta biết là muốn con chúng ta vui vẻ hạnh phúc, con muốn con chúng ta thành công, muốn con chúng ta làm được nhiều điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, thì trước hết các cháu phải được an toàn. An toàn là số 1, đúng không ạ? Cho nên chúng tôi mới nói trong cuốn sách này là kỹ năng phòng vệ chính là một cái kỹ năng quan trọng nhất, kỹ năng sống còn. Và chúng tôi có để ngay ở trang bìa là không ai ở bên cạnh chúng ta 24 trên 24 giờ. Vì thế mà để ngăn chặn các nguy cơ, để đảm bảo an toàn cho chính mình, thì người bảo vệ ta tốt nhất chính là chúng ta, chính chúng ta, chính mình. Chính mình. Thì đây là một cái cuốn sách nhỏ chúng tôi vì tâm huyết làm vì trẻ em, nên là chủ yếu là viết với cái ngôn ngữ dành cho trẻ em. Mà đã biết đọc thường là từ cấp 1 trở lên, còn những em nhỏ hơn thì cha mẹ cần đọc để mà các con biết cách tự bảo vệ mình, vừa đọc vừa trao đổi với con. Cuốn sách này thì nó là rất là nhỏ nhắn và số tiền nó rất là ít, bao gồm 5 kỹ năng phòng chống bắt nạt, kỹ năng phòng chống bắt cóc, kỹ năng phòng chống trộm cướp lừa gạt, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và kỹ năng phòng chống đi lạc. Rất nhiều kiến thức nó nằm trong cuốn sách mỏng này, cho nên là cũng hơi nén. Nhưng nếu chúng tôi làm một cuốn sách ít chữ hơn, có hình ảnh, có minh họa,
in màu thì chắc chắn là sẽ rất là đắt và nhiều cha mẹ vùng sâu vùng xa không mua được. Nên vì thế hai tác giả cùng với chị Song Khê, biên tập viên của nhà xuất bản trẻ, đã quyết định là làm một cuốn sách mỏng nhỏ thôi để có thể với giá tiền rất là ít ỏi, chỉ 25.000 đồng, để có thể đến với các em học sinh dễ dàng hơn. Và chúng tôi có muốn mua tặng cho các chương trình thì cũng số tiền nó cũng vừa phải hơn. Các thầy cô giáo cũng mua tặng học trò của mình cũng cũng là cái trong cái phạm vi có thể. Các cha mẹ có thể mua tặng con em mình. Có một số nơi đã đề nghị là mua tặng để mà cho học trò trong cái dịp tổng kết học kỳ 1, khen thưởng học sinh giỏi. À, đó chính là bạn Hà Vũ. Cảm ơn bạn Hà Vũ đã tham gia. Chị bạn đang nói là bạn mua gần 300 cuốn kỹ năng phòng vệ cho học sinh và hiện đang chờ lấy thêm 200 nữa cho các tủ sách vùng nông thôn. Ôi tuyệt vời quá, cảm ơn bạn. Bạn nói là hy vọng hôm nào tôi có đi xe lên Tây Nguyên chia sẻ với các em. Sẵn sàng, không biết bạn Hà Vũ là đang ở tận Nam Định mà lại nói là lên Tây Nguyên thì không biết là mối quan hệ như thế nào với các trường ở Tây Nguyên. Tôi sẵn sàng có thể là đi đến các nơi để chia sẻ. Thực ra thì cũng chia thật thật với quý vị là cách đây khoảng hơn 5 năm thì tôi cũng đã được mời một cái chương trình dạy kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục có tên là Chung tay bảo vệ trẻ em với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương. Và cái thời kỳ đó thì ở Bình Dương có một số cái vụ việc về xâm hại tình dục và chính quyền địa phương rất là quan tâm nên đã tổ chức một loạt trên mười mấy xã phường ở Bình Dương để mà nói về chủ đề này với các bậc cha mẹ ông bà. Và thời gian đó là lần đầu tiên tôi làm về chuyên đề này và tôi cảm thấy rất là ngại ngại khi mà phải nói đi vấn vấn đề tình dục, vấn đề xâm hại, toàn những vấn đề đau lòng. Nhưng đến bây giờ, sau 5 năm, nhất là 2 năm gần đây, tôi thấy có quá nhiều những vụ việc nghiêm trọng về xâm hại tình dục trẻ em và cũng còn quá nhiều những cha mẹ chủ quan nghĩ rằng là ai đó, con ai đó bị, trẻ nào bị, chứ còn con mình thì không. Không biết rằng là cái nguy cơ có thể đến với bất kỳ trẻ nào. Thậm chí là những cái nghiên cứu của UNEPA thì cho rằng 93% những trẻ bị xâm hại là từ người quen, 93% kẻ xâm hại là người quen. Và một nghiên cứu khác ở Việt Nam thì cho rằng là 85% là người quen. Vì thế chúng ta không được chủ quan. Chính vì cái suy nghĩ này mà tôi mới thấy là mình phải mạnh dạn và mình vượt qua cái e ngại nói về tình dục, nói về xâm hại tình dục, nói về những điều xấu với tôi nó không không hề quen thuộc. Tôi thích nói về những điều tích cực, tôi thích nói về hạnh phúc, tôi thích nói về xây dựng hạnh phúc gia đình, tôi thích nói về những niềm vui hơn là những cái tiêu cực. Nên khi tôi phải nói về xâm hại tình dục, khi tôi phải đăng những cái bài về xâm hại tình dục là tôi vô cùng là đau lòng. Có một bạn cũng đã khuyên tôi là cô không nên đăng vì cứ đọc thấy cướp với giết với hiếp thì cái người đọc Facebook của cô sẽ cảm thấy rất là buồn nản. Nhưng quả thật là chúng tôi làm nghề này, chúng tôi gặp quá nhiều câu chuyện đau lòng liên quan tới cái sự an toàn của trẻ. Mà nó không chỉ vấn đề xoay quanh cái sự an toàn này, nó không chỉ vấn đề xoay quanh xâm hại, mà nó còn liên quan tới cái sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của trẻ. Nó liên quan đến cả vấn đề bắt nạt học đường, nó liên quan đến cả vấn đề bạo lực cho trẻ em trong gia đình, ngoài xã hội cũng như là trong nhà trường. Vì thế chúng ta phải cùng nhau. Ồ, bạn Hà Vũ ơi, bạn nói là sẽ vào Tây Nguyên một chuyến để thăm các tủ sách ở 28 trường nhóm tủ sách đã tặng năm 2016 và sẽ tặng thêm sách kỹ năng phòng vệ này. Cảm ơn bạn Hà Vũ và cả nhóm của bạn nhiều lắm vì là các bạn đã chung tay góp sức là phổ biến sách những cái điều hay đến cho các em học sinh của rất nhiều trường ở Nam Định cũng như là bây giờ tôi lại biết thêm là bạn làm chương trình ở Tây Nguyên nữa. Nhóm tủ sách thật là tuyệt vời, rất cảm ơn bạn. À, bạn hãy cho tôi biết cái kế hoạch sớm để tôi lên lịch thì tôi sẽ sắp xếp và tôi đi cùng bạn đợt đó nhé. Nếu chúng ta cùng nhau được thì rất là tuyệt vời và tôi sẵn sàng ủng hộ thêm cho chương trình của bạn để đi Tây Nguyên. Ồ, bạn Thu Hằng ơi, bạn có nghe thấy tôi đang nói là cùng với bạn Hà Vũ là sẽ lên Tây Nguyên một chuyến không? Bạn Thu Hằng ở Đắk Lắk đúng không? Cuốn sách này thì nhà xuất bản trẻ có nói là đi khắp các nhà sách lớn trên cả nước. Nhưng mà đúng là có rất nhiều bạn ở các tỉnh đã nói với tôi là không tìm được vì là như là Hà Nội chẳng hạn, bạn tôi ở ngay Hà Nội thôi mà nói là đi tìm cuốn này rất là khó khăn. Nên vì thế nếu mà Đắk Lắk mà bạn đến nhà sách lớn không thấy thì bạn hãy xem là có ai cần thì tôi sẽ gửi về cho bạn Hằng nhé, chị sẽ gửi về cho em. Hãy hỏi thêm nhiều người, cuốn sách này mỏng mà nhỏ lắm, nó chỉ có 25.000 thôi. Nếu mà chị gửi có một cuốn thì thật sự cũng hơi mất công. Chị cũng hơi bận mà đi ra
bưu điện thì phải gom rất là nhiều việc của nhiều người nhờ rồi mới đi một thẻ, chứ cũng không có thời gian đi thường xuyên. Nên là tôi cũng muốn nói chung ở đây là bạn nào mà cần sách thì hãy liên hệ với nhà xuất bản trẻ, còn nếu mà không được thì có thể tôi sẽ mua dùm. Tôi chỉ là người mua dùm thôi, vì tôi là tác giả đã gửi bản thảo cho nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản trẻ đã trả nhuận bút rồi, nên trong tay tôi không có cuốn sách nào hết. Muốn tặng ai thì tôi cũng phải mua như mọi người, vì thế mà tôi sẽ là cầu nối để mọi người có thể tìm đến sách nhanh nhất. Cảm ơn bạn Hằng đã hỏi thăm ở Đắk Lắk đã muốn đọc cuốn này. Còn một số người ở Hà Nội, ở Trà Vinh tôi cũng đang gửi và hy vọng là trong tuần tới mọi người sẽ nhận được. Hôm nay mạng cũng không tốt phải không Tuyên Phúc? Tôi cũng thấy là cái khuôn mặt của tôi thỉnh thoảng nó không được. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong là những cái việc làm tốt lành nó sẽ được lan tỏa và chúng ta có thể đến với các trẻ em nhiều hơn. Tôi xin được nói tiếp về cái câu chuyện mà trẻ em bây giờ có thể có những cái nguy cơ nào. Chúng ta biết là ở bất kỳ đâu trẻ cũng có thể có những cái nguy hiểm, không phải là chỉ là cái câu chuyện ở ngoài đường với người lạ, mà trong nhà thôi nếu mà chúng ta không cẩn thận trẻ cũng có thể gặp những cái tai nạn liên quan tới đơn giản như là cha mẹ không cẩn thận lau nhà mà không nhắc nhở trẻ, không lau khô mà để cho trẻ té ngã thì cũng có thể nguy hiểm. Rồi rất nhiều trẻ đã bị bỏng bởi chính trong căn bếp của mình. Tôi đến bệnh viện Nhi đồng 1 và tôi thấy rất nhiều ca bị bỏng rất đau lòng. Cho nên ngay chính trong nhà chúng ta, cha mẹ phải hết sức cẩn thận với nước, với lửa, với nước nóng, đặc biệt là những cái dao, kéo, kim chỉ. Chúng ta phải rất là cẩn thận để cho trẻ không có đụng đến được. Và nếu muốn hướng dẫn trẻ lớn làm thì chúng ta phải có cái hướng dẫn rất là chu đáo để trẻ có thể biết cách sử dụng. Ngoài ra những cái thứ thuốc mà chúng ta có thể cần phải dùng cho gia đình, chúng ta hãy cất thật là kỹ, tủ thuốc phải được khóa kỹ, chứ nếu không những trẻ của chúng ta rất là dễ tò mò, và đã rất nhiều trẻ đã ăn phải những viên thuốc của người lớn và xảy ra ngộ độc. Ngoài ra những vùng sâu vùng xa còn có những cái chuyện là những cái thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cũng để cho trẻ vô tình đựng trong những cái chai lọ mà giống như nước giải khát, nước la vi, nước coca, thành ra là các bé cũng đã gặp nguy hiểm. Rồi những cái hồ bơi hay là ao hồ quanh cái nơi ở của trẻ, ở trong trường học của trẻ chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi rất mừng là bây giờ cái phong trào học bơi của rất nhiều trường, rất nhiều địa phương đã phổ biến và cha mẹ cũng đã lưu tâm đến điều này. Chúng ta biết là hàng năm có cái tỷ lệ đuối nước rất là cao cho ở trẻ em, nên vì thế mà chúng ta cho con đi học bơi càng sớm càng tốt. Chia sẻ với mọi người là cũng nhờ cho con đi học bơi mà tôi biết bơi đấy ạ. Đúng năm con đầu tiên của tôi vào lớp 1 thì tôi mới biết bơi. Đi học cùng con và mẹ học còn chậm hơn con nữa, con học tốt hơn. Cái mạng nó hơi giật, tôi sẽ cố gắng ngồi yên để các bạn có thể theo dõi. Do bạn em ạ, chứ tôi đang nói rất thoải mái. Bạn Hạnh Lý có nhờ mua 40 cuốn. Bạn nào cần thì xin hãy nhắn tin và inbox giùm tôi. Nếu mà số lượng nhiều, tôi sẽ nhờ nhà xuất bản trẻ sẽ gửi trực tiếp tận nơi cho mọi người. Bạn Tuyết Thanh có nói là cô nhà em học lớp 3 rất ghét một bạn nữ cùng lớp vì bạn ấy coi thường con hay dụ vài bạn đánh đá đánh con. Dù con học giỏi, bạn cũng không tôn trọng. Em không biết khuyên con như thế nào cho hợp lý đây. Quả thật là đây là một cái câu chuyện bắt nạt, bạn Tuyết Thanh ơi. Ở lớp nào, cấp nào cũng có những cái chuyện mà bắt nạt. Và điều này thì cha mẹ và thầy cô cần giúp trẻ, chứ tự bản thân các trẻ không có thể tự xử lý được. Nếu mà trẻ có thể có những cái cách xử lý có thể nguy hiểm như là đánh lại bạn hay là có những cái xung đột về lâu về dài thì rất là nguy hiểm. Xin cha mẹ hãy lưu ý, câu chuyện bạn Tuyết Thanh chỉ là một câu chuyện rất là thường gặp ở tất cả các nơi thôi. Tôi nhớ không nhầm thì năm cách đây 2 năm, bên trên báo Tuổi Trẻ đã đăng một câu chuyện là ở Sóc Sơn có một trường hợp rất đau lòng xảy ra là một em đã đâm con pa vào ngực của bạn và dẫn đến án mạng cho bạn. Cái nguyên nhân là vì nhóm bạn đấy luôn luôn trêu chọc em và đến lúc tức nước thì vỡ bờ, hôm đó là hôm tổng kết năm học. Và em đã hung lên, em đã cầm con ba đâm vào bạn. Chúng ta biết là dù trẻ là người bị bắt nạt hay trẻ là nạn nhân của sự bắt nạt thì chúng ta cũng đều phải giúp trẻ dừng ngay cái câu chuyện bắt nạt này lại, nếu không thì hậu quả rất là khôn lường.
Tuyết Thanh hãy trao đổi với cô giáo để cô giáo có thể giúp cho các bạn trong lớp có cái mối quan hệ tốt với nhau. Giáo viên họ sẽ có nghiệp vụ để làm việc này. Bạn Tuyết Thanh cũng là một giáo viên, bạn hãy giúp con từ phía phía giáo viên, và bản thân bạn cũng có thể khuyên con, nếu mà bạn có những cái hành vi đánh con thì con phải biết cách tự vệ. Cha mẹ cần phải dạy con về chơi thể thao, dạy con một vài, nếu đi học võ thì tốt, nếu không cũng phải hướng dẫn con một vài động tác tự vệ. Ở trên kênh chúng tôi đã giới thiệu trên cuốn sách này rất nhiều những cái động tác tự vệ cho trẻ để chống bắt nạt, đặc biệt là trên chương trình của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vovh.com.vn, thì có võ sư Lê Hoàng Mai đã hướng dẫn rất là nhiều những cái video để mà giúp trẻ tự vệ mà không phải đánh lại bạn, mà là tự vệ để bảo vệ bản thân mình thôi. Ví dụ như là trẻ túm tóc thì mình có thể thay vì mình giật tóc ra thì mình sẽ cúi nhanh người xuống, thì cái kẻ giật tóc của mình sẽ mất đà và bị không có thể nắm tóc chúng ta được. Hay là một cái video của nước ngoài mà tôi xem trên mạng, kỹ năng tự vệ đó, thì họ dạy là khi có ai đó túm đằng sau lưng mình thì mình sẽ khuỵu thật nhanh người xuống, thả lỏng người khuỵu xuống, và dùng hai chân đạp vào chân của đối phương, thì người đó cũng sẽ phải buông tay, vì khi chúng ta làm thật nhanh thì người đó sẽ bị bất ngờ và người đó sẽ không có thể sử dụng lực để mà kiểm soát chúng ta được. Hay là khi mà trẻ bị đánh vào đầu thì trẻ phải biết có những cái cách thức như là ôm đầu tự vệ, hay là né, hay là dùng một cái vật gì đó để mà che đầu. Thậm chí là có một cái trường hợp mà một bạn trai bị một bạn nữ cùng cả lớp bắt nạt trong lớp. Bạn nữ này đã dùng ghế giáng vào đầu bạn trai rất là nhiều, nhưng mà cái cậu bé này lại chỉ có đứng chịu trận một chỗ thôi, và để bạn đập lên đầu rất nhiều lần như vậy thì quả thật là rất nguy hiểm. Chúng ta là người lớn, chúng ta biết là những cái thứ mà tổn thương, gây tổn thương lên đầu là cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế mà trẻ không biết cách tránh, không biết cách chạy, không biết cách né, không biết cách chui xuống gầm bàn, hay là lợi dụng bất kỳ một cái gì đó để bảo vệ đầu của mình thì thật sự là nguy hiểm. Nên vì thế là cha mẹ cần dạy con thể lực, rèn cho con thể lực tốt, và đặc biệt dạy con một vài thế võ tự vệ. Bạn có thể tìm rất dễ dàng trên mạng. Và đặc biệt là hãy nói với cô giáo để cô giáo biết cách điều chỉnh cái mối quan hệ với nhóm bạn nữ này. Đừng để con phải chịu đựng một mình. Bạn Tuyên Phúc có nói là mạng không tốt. Em cũng muốn mua một cuốn tặng cho con em. Cảm ơn bạn. Chắc là các bạn ra cái nhà sách lớn là có thôi. Còn trong trường hợp không có thì tôi sẵn sàng là ủng hộ mua dùm các bạn. Nhất là những bạn ở xa. Mà nếu được các bạn hãy lan tỏa để nhiều mọi người có thể biết để mà mua đọc cho con, hoặc là khuyến khích con tự đọc để tự bảo vệ bản thân. Nhóm tủ sách mà bạn Hà Vũ có nói đến là có rất nhiều vùng, có là Lý Sơn, Tây Nguyên, thì có Đắk Lắk và Lâm Đồng, miền Trung có Quảng Bình, Hà Tĩnh, nông thôn có ở miền Bắc có Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Có rất nhiều sách về kỹ năng phòng vệ. Quả thật là những cái cuốn an toàn cho trẻ em của nước ngoài mà bạn Hà Vũ giới thiệu hôm trước trên trên Facebook cũng rất là hay. Chỉ có điều rất nhiều sách khác nhau, nhưng mà đôi khi cái giá tiền nó không 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 rẻ, cho nên nhiều cha mẹ cũng hơi khó, nhất là vùng sâu vùng xa. Rất là mong các bạn hãy đưa ra những cái tâm tư, những cái cách thức để có thể giúp trẻ xung quanh mình, trẻ em Việt Nam được an toàn. Lúc nãy tôi mới nói một chút xíu đến cái sự an toàn trong gia đình. Chúng ta cũng cần phải dạy trẻ về việc là có được phép mở cửa cho người khác vào nhà hay không. Người khác ở đây là người ngoài gia đình, kể cả hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, chứ không chỉ là người lạ. Có nhiều người chỉ dạy con đối phó người lạ thôi mà quên mất là 85% những cái người hại trẻ có thể là những người quen biết, nên người ta mới để nó mới lợi dụng những cái kẻ xấu đó, lợi dụng cái sự quen biết và lợi dụng sự tin tưởng của trẻ, sự yêu thương của trẻ để mà làm hại trẻ. Vì thế mà chúng ta cần phải dạy con khi nào thì được mở cửa. Nếu bố mẹ không có nhà thì trong trường hợp có ai đó gọi cửa thì phải gọi điện cho bố mẹ. Nếu bố mẹ đồng ý thì mới mở cửa, dù người đó là bất kỳ ai, thì có thể chúng ta có thể giúp cho trẻ ít nhất là được an toàn. Hay là ở nhà ai trẻ đang ở nhà một mình mà chúng ta nó cho đặt ra một cái tình huống cho trẻ là có một người gọi điện đến và hỏi thăm con về bố mẹ, thì con cũng không nên nói là con cháu đang ở nhà một mình, bố mẹ cháu đi vắng. Chỉ cần nói là cháu sẽ gọi cho bố mẹ cháu. Nếu chúng ta khai báo là chúng ta ở nhà một mình, có thể có những cái người xấu họ sẽ lợi dụng cái hoàn cảnh đó để có những cái hành vi xấu với trẻ.
Đấy là một vài cái kỹ năng rất là nhỏ, nhưng nếu mà chúng ta không dặn thì trẻ sẽ chủ quan. Một vài điểm ở trong nhà thì có lẽ còn rất là nhiều, nhưng tôi muốn chuyển sang cái nhóm thứ hai, cái nhóm nguy cơ thứ hai là ở ngoài đường. Trẻ có thể gặp rất nhiều nguy hiểm hiểm ngoài đường, ví dụ như là trẻ ra ngoài cửa và trẻ chạy sang sang đường, đôi khi chỉ trong một cái hẻm nhỏ nơi gia đình chúng ta ở thôi, hay là một cái đường lớn thì cũng có thể những cái xe máy đi họ không kịp quan sát, những ô tô có thể làm cho con chúng ta gặp tai nạn. Cách đây mấy năm tôi có cùng một nhóm bạn vào trong bệnh viện nhi đồng thăm một bé bị cụt chân và mất hoàn toàn những bộ phận liên quan tới sinh dục và nội và cái hệ bài tiết, rất là đau lòng. Và em nguyên nhân là em hôm đó nhà em làm nhà mới và có linh em ra ra nhà mới và rất là hứng thú, nhà mới lại ở sát đường và em đã lao ra đường, ô tô tải đã không kịp tránh và đã xảy ra cái tai nạn nghiêm trọng. Một em bé rất là xinh xắn các bạn ạ. Có lẽ không ai muốn những cái tai họa đó đến với con em mình, cháu mình, đúng không ạ? Vì vậy mà luôn luôn phải dạy con cái nguyên tắc đi ra đường thì phải đi chậm, rồi đi bên phải, phải nhìn trước ngó sau. Muốn sang đường thì phải nhìn trước ngó sau và phải đi rất là cẩn trọng. Khi mà ở trên đường phố thì phải để ý đi bên cái vạch trắng của người đi bộ. Tất cả những cái đấy rất nhỏ nhưng mà chúng ta cần nhắc trẻ rất là nhiều lần. Hay đơn giản như là người lớn chúng ta cũng cần phải lưu ý là đi đâu cũng phải có mũ bảo hiểm cho trẻ em, nếu không trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều người lớn quên và thậm chí là cha con cái lại phải nhắc chúng ta lấy mũ bảo hiểm. Cũng có những trường hợp mà chính tôi cũng đã từng mắc là đôi khi mình lơ đễnh, mình đã vượt đèn đỏ mà mình không có để ý, con chúng ta lại là người nhắc chúng ta mẹ ơi đèn đỏ kìa, thì chúng ta cũng nhớ là khi lưu thông trên đường chúng ta là người cha người mẹ chở con, là người cô, người cháu, người bác, người chị, người anh chở em bé, thì hãy hết sức cẩn thận. Đặc biệt là tránh là cho bé đứng đằng trước ô tô hay là xe máy, đứng ở cái phía mà có những cái khả năng gặp trẻ nghịch ngợm, vặn ổ khóa hay làm cái gì đó nó làm cho trẻ có thể gây nguy hiểm cho mình và cho mọi người. Có những cái gia đình mà lai trẻ con nhưng mà lại để cho trẻ ngồi sau lưng mà không có cái đai chằng cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy cẩn trọng. Bạn Tuyết Thanh có muốn hỏi là em muốn dạy con cách làm cho bạn nữ kia đẻ con mình được không chị? Một những em bé thì đòi hỏi các bạn phải nể nhau, thương nhau thì cũng là một điều hơi cao. Nhưng cái gợi ý của bạn cũng rất là hay. Mình có thể giúp con làm cho bạn bè quý mến thì tốt hơn là nể. Quý mến bằng cách là con bạn rất là tốt bụng, con bạn rất là năng động trong các hoạt động của lớp, con bạn rất là biết yêu thương mọi người xung quanh, thì đấy cũng là cách mà làm cho các bạn trong lớp quý mến con mình hơn. Con mình giỏi, con mình ngoan, con mình biết giúp đỡ mọi người, con mình không có đánh lại bạn mà chỉ tự vệ và bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn bè thôi, thì đấy cũng là cách mà con tạo tình cảm tốt đẹp với bạn bè, với thầy cô. Ở bên ngoài đường thì còn rất là nhiều những cái nguy hiểm khác với trẻ. Ví dụ xoay quanh câu chuyện xâm hại tình dục thôi thì chúng ta biết là nếu cho trẻ đi một mình ở nơi đường vắng hay là những cái nơi mà công cộng làm cho trẻ có thể những cái kẻ xấu có thể đến tấn công trẻ. Ví dụ ở nơi siêu thị hay công viên mà chúng ta vô tình để trẻ đứng một mình hay chúng ta để trẻ chơi một mình mà ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì đấy là một cái nguy cơ cao để mà những cái người không có những cái người có ý đồ xấu có thể lợi dụng trẻ. Chúng ta biết là có rất là nhiều những cái thủ đoạn của những cái kẻ xấu như là đến gần để dụ trẻ đi chơi với họ rồi mang kẹo bánh quà cáp đồ chơi ra dụ trẻ, mà trẻ con thì thường rất là thích những cái món hấp dẫn như là bánh kẹo rồi trà sữa rồi đồ chơi, cho nên là khi thấy một ai đó mà thấy họ cũng hiền lành dễ thương, có khi chỉ là một cái cô thôi chứ không phải là một cái chú nào đó dữ dằn. Thường thì những cái kẻ xấu không phải là cái hình dáng khác gì chúng ta cả, nó cũng như tôi và các bạn thôi, chỉ là bên trong họ động cơ của họ là gì và ý đồ xấu của họ là gì thôi. Cho nên trẻ thì chưa đủ phân biệt được đâu là người tốt đâu là người xấu, nên trẻ thấy là một cô lớn tuổi như mẹ mình, như bố mình rất là hiền lành và cho mình món quà, khen mình xinh xắn, khen mình ngoan, thì các bé rất là dễ bị lừa. Và một cái chi tiết nữa là đôi khi người lạ và người xấu họ lại có những cái thủ đoạn là
Nói là bố mẹ cháu đang bị tai nạn hay bố mẹ cháu đang gặp chuyện gì đấy, nhờ cô nhờ chú đến đưa cháu đến nơi. Thành ra là có rất nhiều những cái nguy cơ có thể đến với trẻ ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Vì thế nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta đưa trẻ đi bất kỳ đâu, hãy chú ý để trẻ không bị lạc. Luôn luôn dạy trẻ cái đi sát người chúng ta, nắm tay chúng ta, hoặc là có những cái cách mà mình phải dạy trẻ nếu trong trường hợp bị lạc thì phải làm sao. Ví dụ như là chúng ta chỉ một cái địa điểm, một cái dấu ấn, một cái dấu hiệu nào đấy, một cái tòa nhà hay một cái quán kem hay một cái biển hiệu nào đó rất là đặc sắc, rất hấp dẫn, chỉ cho trẻ thấy là đấy, nếu mà trong trường hợp mà đi mỗi người mỗi hướng để mua bán thì chúng ta quay về gặp nhau ở đây, hay trong trường hợp nếu mà các con có lạc bố mẹ thì các con đứng tại đây thì bố mẹ sẽ quay lại, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta phải dạy trẻ khi mà đưa trẻ ra ngoài đường. Hay là cũng có thể dạy trẻ về việc là trẻ nên tin ai. Ví dụ nếu con đi siêu thị mà con trong trường hợp có vấn đề gì mà lạc mất bố mẹ thì con có thể nhờ các chú bảo vệ, nhờ các cô thu nhân cân tính tiền, nhân viên của siêu thị có thể giúp con tìm lại ba mẹ. Thì cũng là một cái cách để chúng ta thấy là trẻ không có nên tìm, đôi khi trẻ sợ, trẻ hoảng, trẻ cứ vớ được ai người lớn là trẻ la, trẻ khóc và trẻ nói là tìm con, tìm bố cho con, tìm mẹ cho con. Thì nếu người tốt thì họ sẽ sẵn sàng giúp con chúng ta. Nhưng mà nếu là người xấu thì đấy là một cái cơ hội vàng để họ lôi con chúng ta đi đâu đó. Bạn Song Huyên thì nói đến là có một cái câu hỏi là mình có hai con, một con gái lớp 10, một con trai lớp 5. Chúng rất hay chành chọe nhau, làm em rất đành hanh. Chị cũng không biết nhường nhịn, cho mình một lời khuyên hữu ích nhất. Cảm ơn chị Song Nguyễn đã chia sẻ cái tình huống trong gia đình. Có thể nói là nhà mà có hai đứa trẻ thì bao giờ cũng sẽ có những cái tình huống là tranh cãi lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau. Và đòi hỏi trẻ biết nhường nhịn trong mọi lúc là rất khó. Có những lúc người anh người chị rất là ra dáng, anh chị biết nhường em, nhưng có những lúc thì các cháu rất là trướng và không chấp nhận nhường bất kỳ trong tình huống đó là tình huống gì. Hãy thông cảm cho tâm lý này của trẻ. Tôi đã viết một bài về hai đứa trẻ trong nhà có những cái sự tranh cãi nhau. Tôi sẽ tìm để tôi gửi cho chị cho nhanh. Còn nếu mà nói ở đây thì sẽ rất là nhiều thời gian, và chương trình này của chúng ta là đang nói tới dạy trẻ tự bảo vệ bản thân. Thì tôi biết là câu chuyện của chị cũng rất liên quan, nhưng mà tôi đã có một cái bài trả lời riêng rồi. Chỉ cần nói, chỉ muốn nói ngắn gọn với chị rằng là thứ nhất là cha mẹ phải rất là công tâm, không có bênh ai. Nếu mà cha mẹ mà chỉ cần bênh em hay bênh chị thôi mà đứa kia, đứa con còn lại nó có những cái cảm xúc bức xúc, bất bình, thấy thiếu công bằng thì có thể lúc khác không có mặt chúng ta, trẻ sẽ có những cái hành vi xấu với nhau và cha mẹ không kiểm soát được. Nên khi mà các cháu có những cái chành chọe nhau và không có ai nhường ai thì tốt nhất cha mẹ hãy tách riêng hai cháu và tìm hiểu nguyên nhân và xử phạt rất là công bằng, công minh giữa hai chị em. Ngoài ra thì những cái lúc khác, những lúc mà cháu vui vẻ thì bố mẹ hãy khuyến khích các cháu quan tâm đến nhau. Ví dụ khuyến khích em nhường cho chị, khuyến khích chị nhường cho em. Lúc đi chơi có thể khuyến khích các cháu chăm sóc lẫn nhau. Đôi khi có những lúc mình phải giao cho cái bạn lớn một cái vai trò làm chị, làm anh để mà cái bạn đấy được thấy là mình rất là quan trọng, được bố tin tưởng giao cho cái việc trông em hay hướng dẫn em học bài. Thì đôi khi cái vai trò làm chị nó được nâng lên, thì đến cái lúc mà khi mà có những cái chuyện nhỏ nhỏ xíu tranh luận xảy ra thì các em nó sẽ biết nhường nhịn nhau hơn. Có lẽ cái quá trình mà để hai con của chúng ta nhường nhịn nhau cần phải rất là kiên nhẫn và cần có thời gian, chứ không thể là qua một vài lần mà muốn em thì không đành hanh còn chị thì không thì biết nhường nhịn hơn thì rất là khó. Gia đình nào cũng sẽ có những lúc mà bố mẹ phải là trọng tài phân xử. Dạ, tôi đang nói lên đến cái phần mà sự an toàn cho trẻ ở bên ngoài gia đình. Thì chúng ta biết là rất là nhiều những cái nguy cơ đến với trẻ và chúng ta cần phải dạy trẻ tất cả những cái kỹ năng liên quan tới phòng chống trộm cắp, lừa gạt, phòng chống đi lạc. Tất cả những cái gì mà tôi đang nói đây nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái cuốn sách kỹ năng phòng vệ. Ở phần mà chống trộm cắp, lừa gạt đó, thì tác giả anh Ngô Tuấn Hiển là một thạc sĩ chính sách công phát triển cộng đồng và anh cũng là một võ sư Aikido đã viết phần đó. Và tôi viết những phần liên quan tới phòng chống xâm hại, phòng chống bắt nạt nhiều hơn. Rất cảm ơn mọi người đã rất là theo dõi và có đến 20 bình luận trong cái phần này.
Tôi không biết là tôi có bỏ qua một cái bình luận nào hay một cái ý nào của các bạn không. Ồ, có bạn Bích Ngọc nói là chị ơi, bé nhà em 4 tuổi rồi khờ lắm, phải làm gì để bé tự bảo vệ bản thân. Bạn ơi, mỗi đứa trẻ nó sẽ có những cái bộc lộ ra bên ngoài khác nhau. Có những đứa trẻ nó thể hiện cái sự lanh lợi bằng hành vi cử chỉ và lời nói, nhưng có những đứa trẻ sống nội tâm thì bé điềm đạm hơn, trầm lắng hơn, ít nói hơn. Bạn đừng kết luận là bé khờ nha. Ngay như một người thiên tài như Einstein thì cũng đã từng có người nói rằng là bị thiểu năng đấy ạ. Henry Ford cũng đã từng có người chê là ngu ngốc. Chúng ta không nên dán cho con chúng ta bất kỳ một cái nhãn nào cả. Nếu mà bạn thấy con bạn chưa có đủ cái sự gọi là nhanh nhạy linh hoạt khi mà đi ra ngoài đường, và bạn lo rằng những cái nguy cơ không an toàn có thể đến mà con bạn không kiểm soát được, thì bạn cần phải dạy con nhiều hơn. Tôi mong bạn sẽ quan tâm để mà chỉ bảo cho cháu những cái kỹ năng tự phòng vệ tốt nhất, rèn cho cháu một cái thể lực, cho cháu ăn uống đủ chất, đặc biệt là cho cháu tập luyện thể dục thể thao, đi ra ngoài thiên nhiên, chạy nhảy, phơi nắng, tập võ, tập bơi để cháu có thể nhanh nhẹn hơn, có thể lực tốt hơn. Từ đó cháu cũng sẽ tự tin hơn, độc lập hơn trong các mối quan hệ. Và nếu có bị bắt nạt thì cháu cũng đủ sức để ít nhất là tự vệ được, bảo vệ được bản thân khi có kẻ khác tấn công. Ngoài ra thì tất cả những cái kỹ năng mà tôi vừa nói từ đầu đến giờ, cũng như là trong chương trình này và nhiều chương trình khác nữa, tôi sẽ sắp tới tôi sẽ chia sẻ với các bạn video chiều nay tôi nói ở Bình Dương, rất là chi tiết về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ. Vì chiều nay tôi đã chi tiết rồi và có video rồi nên tôi không đã nói lại tối nay nữa. Tôi sẽ chiếu lên trong thời gian gần nhất sau khi biên tập xong để chia sẻ với quý vị, để chúng ta có thể biết chúng ta nên dạy con thế nào cho an toàn. Ngoài ra thì tôi có hai cái khóa học về trẻ, dạy trẻ liên quan đến chủ đề hôm nay, đó là tâm dạy trẻ, giáo dục giới tính cho trẻ từ 0-6 tuổi, và tâm lý trẻ dậy thì và giáo dục giới tính cho trẻ tuổi dậy thì, ở trên trang kina.vn. Số tiền của những cái khóa học online nó rất là ít, nó chỉ có 200-300 ngàn thôi, nhưng chúng ta lại có thể biết được rất là nhiều điều. Thì mỗi khóa học chúng tôi giảng là hơn 1 tiếng đồng hồ, chia làm nhiều bài nhỏ trong vòng 10-15 phút, và chúng ta mua một lần thì chúng ta có thể học ở bất kỳ đâu, có internet, có trên điện thoại cũng được, trên máy tính cũng được, và có thể học xem lại nhiều lần, có thể chia sẻ để chúng ta trao đổi với những người thân trong gia đình. Chia sẻ với quý vị phụ huynh là có rất là nhiều người, cha mẹ khi mà đến tâm sự với chúng tôi những cái câu chuyện đau lòng về trẻ em á, thì đều một chữ, đó là hối hận. Hối hận vì mình đã không có dành thời gian cho con, hối hận vì mình đã quá ít thời gian bên con. Khi mà con xảy ra tai nạn, khi mà con xảy ra một cái vụ việc không may ở trường, ở lớp, hay là khi xảy ra những cái vụ đã đau lòng hơn, đó là vụ bắt nạt, bạo lực học đường hay là xâm hại, thì cái lớn nhất đó là cha mẹ thường đau đớn và đổ lỗi cho bản thân, tự dằn vặt mình. Bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hãy biết những cái nguy cơ và hãy giúp trẻ phòng tránh, giúp trẻ hết sức có thể dành thời gian cho trẻ và dạy trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân, biết cách nhận diện nguy hiểm này, biết cách nhận diện những cái tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống, để trẻ biết chủ động, để trẻ biết tự bảo vệ, thì khi đó chúng ta có thể là yên tâm hơn một phần nào đó thôi. Chứ chúng ta cũng không thể kiểm soát hết mọi những cái có thể xảy ra đối với trẻ, vì chúng ta không ở bên trẻ 24/24 giờ, phải không ạ? Nên vì thế chúng tôi mới nhấn mạnh rằng là trẻ phải biết tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Cảm ơn chị Thu Hà đã có một cái chia sẻ. Cả Su Sim cũng đang xem ạ. Trời ơi tuyệt vời quá. Hôm nào cô Thúy rất là muốn gặp bạn Su Sim, nhân vật chính của cuốn sách Con nghĩ đi mẹ không biết của chị Thu Hà. Em cũng có một phụ huynh đang nhờ mua cuốn sách của chị đây. Mà em mua sách của em gọi đến thì dễ, mua sách của chị để em phải chạy ra nhà sách để tìm mua. Chắc hôm nào phải bắt xe cho phụ huynh của em liên hệ trực tiếp với chị Hà nha, để có thể mua được cuốn sách đó. Chị Hà rất là hay viết về đề tài này, nhưng mà em đồng ý với chị là một chủ nhà không thiêng. Con em ấy cũng thích nghe chị Hà nói hơn là em, thường là như vậy. Chúng ta để người khác nói với con mình cũng là rất là dễ hơn là chính chúng ta. Cái câu ông bà ta nói là một chủ nhà không thiêng vô cùng đúng.
Thực ra không phải các cháu không nghe đâu, mà các cháu yêu mẹ quá và các cháu cũng gần gũi mẹ quá nên các cháu muốn trêu mẹ chút xíu thôi, chứ chắc chắn là trong lòng các cháu đều rất là nể mẹ đấy ạ. Nhất là mẹ Thu Hà, em rất là thích đọc những cái status của chị Hà. Cảm ơn bác sĩ Tuyết Minh. Dạ. Tiếc quá là hôm nay không có nhiều thời gian trò chuyện bác sĩ Tuyết Minh ở chương trình ăn bữa cơm thiên đường. Quả thật là xin chia sẻ, nói bữa cơm thiên đường thì chia sẻ với mọi người thêm rằng là nếu chúng ta duy trì mỗi ngày một bữa cơm thì đấy cũng là cái cơ hội để giúp chúng ta quan sát con chúng ta nói chuyện với con chúng ta, và chúng ta biết là trẻ đang có những cái tâm tư gì, có những cái câu chuyện gì ngoài cuộc sống, đang có nguy hiểm nào. Đôi khi trong những cái câu chuyện, trong những cái nét mặt cử chỉ của con mà cha mẹ có thể sớm nhận ra cái nguy hiểm đang tiềm ẩn xung quanh con chúng ta. Để chúng ta biết là ví dụ như là về vấn đề xâm hại tình dục chẳng hạn, đa phần người quen là đều có những cái hình thức lân la làm quen, rồi có những cái tán dương trẻ, khen ngợi trẻ, dùng quà cáp trẻ, rồi đụng chạm trẻ. Nếu mà trẻ không phản ứng, nếu mà trẻ không khó chịu thì người đấy sẽ tiếp tục tấn công. Còn nếu trẻ nào mà khi mà về tâm sự với cha mẹ, hay là có những cái thái độ bộc lộ cha mẹ biết ai đó đang có những cái hành vi xấu với con mình, mặc dù chưa nghiêm trọng nhưng mà bắt đầu đã có những sự quấy rối, thì cha mẹ sẽ biết giúp con mình ngay lập tức. Đấy cũng là một cách mà chúng ta bảo vệ con. Nên bữa cơm gia đình nó vô cùng ý nghĩa. Tôi đã từng nói về chủ đề này. Và chúng ta biết rằng là khi chúng ta muốn cho con chúng ta an toàn, chúng ta phải làm cho trẻ được an toàn ngay chính trong gia đình. Và từ những cái sự quan tâm yêu thương của cha mẹ dành cho con trong bữa cơm, nó cũng chính là cái cách để cho trẻ hiểu rằng bố mẹ luôn luôn bên con. Có bất kỳ ai gây tổn thương cho con, có bất kỳ ai muốn làm hại cho con thì đều có bố mẹ bên cạnh, đều có bố mẹ quan tâm và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn giúp đỡ khi con cần. Tôi còn nhớ một câu chuyện rất là đau lòng ở Bình Dương. Một bé gái đã bị xâm hại một thời gian rất là dài mà mẹ không hề biết, cha mẹ không hề biết, là vì bố mẹ quá bận rộn. Họ làm công nhân và họ làm bán vé số và không có thời gian để ở bên con. Khi mà đi làm về là đứa bé ngủ rồi thì bố mẹ mới về đến nhà. Sáng hôm sau bé dậy thì bố mẹ đã đi mất rồi. Thành ra cái đứa trẻ đó nó bị xâm hại mà nó không có nói được với cha mẹ. Đến khi mà người dì đến thăm thì mới biết là có cái chuyện xấu đó xảy ra, và lúc đấy thì đã quá muộn, em bé đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Rất mong là những người cha người mẹ hãy chú tâm đến điều này. Bữa cơm gia đình vô cùng quý cho cái đời sống tình thân trong gia đình, đặc biệt là cho con cái chúng ta. Và quan trọng hơn, chính chúng ta nữa, nếu mà chúng ta có được cái hạnh phúc bên người thân yêu thì chính chúng ta cũng đang được bảo vệ sự an toàn, đời sống tinh thần cho chính mình. Giờ xã hội quá nhiều áp lực đúng không ạ? Đấy cũng là một sự mất an toàn cho chính người lớn đấy ạ, thế giới người lớn. Cảm ơn chị Song Nguyễn đã nói là tiêu đề cuốn sách. Em xin giơ lại để chị xem. Cuốn Kỹ năng phòng vệ cho trẻ ạ. Đây là cái cuốn sách mà giúp cho trẻ có những cái cách thức bảo vệ bản thân. Còn liên quan tới cái ca mà em có nói là làm sao để hai chị em trong nhà không có chành chọe nhau á, thì nó nằm trong cuốn sách này. Mà em sẽ tìm lại cái đường link em có tư vấn trên báo Phụ Nữ, và em sẽ đưa lên cái hôm nay luôn, để trong cái dưới cái comment của mọi người luôn, để mọi người có thể đọc lại hoặc có thể tìm mua cuốn sách này. Bé Mai Phương nhà cô Hà cũng đang xem cô Thúy chia sẻ đấy đúng không ạ? Cảm ơn Mai Phương. Bé Mai Phương là bé nhỏ hay bé lớn nhỉ? Cô Thúy đang cần biết là bé lớp mấy đây? Ở bất kỳ lứa tuổi nào thì trẻ cũng cần nhận diện đến cái nguy hiểm xung quanh mình để trẻ biết phòng tránh. Lúc nãy chúng ta đang nói đến nguy hiểm ở bên ngoài gia đình và những nơi công cộng. Còn bây giờ chúng ta hãy nói một chút đến những cái nguy hiểm cho trẻ ở trong nhà trường. Quả thật là nơi trường học là những nơi mà trẻ được học rất là nhiều điều tuyệt vời. Và cái cách mà nhà trường quan tâm đến con cái chúng ta, thầy cô quan tâm đến con cái chúng ta rất là tuyệt vời, cha mẹ có thể yên tâm. Nhưng cha mẹ cũng phải rất là để ý, vì đôi khi cái sự nghịch ngợm của trẻ, ví dụ như là chạy nhảy quá nhanh mà không để ý có thể vấp té, bị chảy tay chảy chân, hay là trên cầu thang mà các bé xô đẩy lẫn nhau cũng có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí là có bé đã sứt đầu mẻ trán về cái chuyện là ngã cầu thang. Thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể là có những trường có nhà tầng và cái lan can nó không được cao,
thì chúng ta cũng phải dặn trẻ cẩn thận khi mà đứng ở trên tầng cao nhìn xuống. Một chi tiết nữa ở trường có thể xảy ra đó là vấn đề bắt nạt học đường, vấn đề bè phái đánh nhau. Có lẽ chưa bao giờ mà trong vài năm gần đây mà cha mẹ cũng như là xã hội lại lo lắng đến thế với những cái câu chuyện mà các bé đánh hội đồng, và có những cái hành vi không chỉ ngoài trường học, thậm chí có những cái ca mà đánh nhau ngay trên lớp. Cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với quý vị đầu chương trình là một bé trai mà bị một bạn nữ lớp, nghe nói tôi đọc thông tin trên báo là lớp trưởng đã dùng ghế đánh vào đầu rất là nhiều nhiều nhiều, hình như là 50 cái, và các bạn xung quanh thì không có can thiệp, vẫn là ngay trong lớp học ạ. Cho nên vì thế chúng ta thấy là cái môi trường bây giờ khi mà trẻ được tiếp xúc quá nhiều những phim ảnh bạo lực, những cái bộ phim, những cái cuốn truyện tranh bạo lực, thì cái sự bạo lực trong trẻ nó được nuôi dưỡng khá là nhiều. Đặc biệt là những đứa trẻ bây giờ nó lại rất là thiếu thốn cái sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô hơn là ngày xưa, là vì cha mẹ bây giờ ai cũng rất là bận rộn, thời gian dành cho con rất ít. Thế giới của trẻ đóng khung trong ngôi nhà của mình, đóng khung trong cái máy tính và điện thoại hơn là đi ra ngoài thiên nhiên để mà chạy nhảy, để mà hòa đồng với thiên nhiên, hay để mà cái tâm tư tình cảm nó được phóng khoáng, nó được thư giãn. Chúng ta biết là khi mà con người được gần thiên nhiên thì con người khó mà nổi nóng được. Nhưng khi con người bị nhốt trong bốn bức tường, hết hết bốn bức tường ở trường, lại bốn bức tường ở nhà, xong lại đến bốn bức tường ở nhà cô giáo, thầy cô dạy thêm, hay những cái trung tâm học thêm, dạy thêm năng khiếu, dạy thêm tiếng Anh, dạy thêm đủ thứ. Cái sự nhồi nhét của chúng ta, rồi cái sự gọi là bọc có con trong bốn bức tường ở rất nhiều nơi như vậy, nó dễ làm trẻ ức chế. Nên vì thế có những số trẻ sẽ hung hăng, sẽ bạo lực và sẽ có những cái hành vi gây hấn, đôi khi chỉ là những cái va chạm rất là nhỏ. Chúng ta biết là trẻ chơi với nhau thì cái chuyện là va chạm, cái chuyện mà xung đột là cái chuyện tất yếu thôi. Đã có hẳn cái bài hát về tình bạn mà, tình bạn hết giận rồi lại thương, hết hờn rồi lại hiểu, và cứ thế cùng nhau lớn trưởng thành. Chúng ta không có thể nào mà tránh được cái chuyện mà có những xung đột. Tôi còn nhớ thầy Khê đã chia sẻ, thầy Trần Văn Khê đã chia sẻ một câu chuyện của thầy khi mà thầy còn rất là nhỏ, thì thầy giáo của thầy đã có một cái ứng xử rất là hay. Khi mà có hai người bạn ở trong lớp đánh nhau thì thầy đã nói là rồi bây giờ hai đứa thích đánh nhau đúng không, bây giờ thi này, thầy sẽ chấm và xem đứa nào là đánh võ giỏi hơn này đó. Tức là thầy tạo ra là cái vụ xung đột đó thành một cái vụ gọi đấu võ, thành ra là có thầy giám sát rồi, đấu võ thì nó sẽ rất là an toàn và nó không có theo kiểu đánh nhau một sống một chết như là cái kiểu đánh lộn. Thì người thầy đó đã làm cho hai bạn thi nhau, và hai bạn đánh vật lộn một hồi thì thấy là thầy giáo và các bạn đang rất là quan tâm và xem là cái đây là một cái cuộc thi chứ không phải là một cuộc đánh lộn, thì các bạn một lúc thì các bạn đã dừng, và sau này thầy cho hai đứa bắt tay nhau và hai đứa sau này đã làm một bạn tốt của nhau. Và tôi cảm thấy rất là cảm động trước cái cách làm của cái thầy của thầy giáo của thầy Trần Văn Khê, và tôi còn nhớ mãi cái lần thầy chia sẻ như vậy. Và liên quan đến thầy Trần Văn Khê thì tôi chia sẻ thêm quý vị phụ huynh là thầy đã chia sẻ với các bạn học sinh trong cái chương trình văn hóa ứng xử học đường mà cách đây 4-5 năm hội quán các bà mẹ đã làm cùng với công ty Thái Tuấn. Chúng ta có những cái chương trình rất là hay đúng không ạ? Và thầy Khê đã là cái người mà đồng hành, mặc dù thầy rất là yếu, thầy rất là không khỏe, thầy ngồi xe lăn nhưng thầy vẫn sẵn sàng đi. Và thầy có chia sẻ một ý rất là hay, đó là cái bí quyết là hất chặt chụp xô. Hất có nghĩa là khi mà có kẻ xấu nó tấn công mình bằng tay, bằng chân thì mình phải tìm cách mình hất ra. Đó, chặt là nếu mà họ vung cái tay cái chân này vào mà mình có thể dùng tay của mình chặt được thì mình sẽ khống chế được đối phương. Chụp là khi mà đối phương có những cái đồ vật gậy gọc cái gì đó mà tấn công vào người mình, nhất là đầu mình, thì mình phải chụp cho bằng được cái vật đó. Rồi xô là mình phải xô cái người đó ra. Thầy nói là các con phải biết cách tự vệ chứ không nên đánh lộn. Nếu mà kẻ đó đánh lại con mà con đánh lại thì sợ rằng cái sự đánh lộn này sẽ làm tổn thương cả hai bên, con cũng sẽ tổn thương và người đấy cũng sẽ tổn thương, và có thể phải cả hai phải đi bệnh viện, thậm chí là có những trường hợp đã xảy ra án mạng. Nhưng nếu các con biết hất chặt chụp xô khi cần thì các con sẽ có thể khống chế được cái kẻ xấu. Nên thầy khuyến khích các bạn trẻ là phải học võ này, phải học phải chơi thể thao này để cơ thể thật
sự khỏe mạnh này. Và cái kỷ niệm mà chúng tôi đi với thầy Khê trong chương trình đó, những người trong hội bà Gà Mẹ như là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, bạn Ngô Phương Thảo, rồi rất nhiều người nữa đi cùng đồng hành chúng tôi ngày đó, chị Vũ Cẩm Vân rất là quý mến và rất là nhớ. Nói đây thì thật sự là rất nhớ thầy Trần Văn Khê đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Văn hóa ứng xử học đường. Ồ, cảm ơn chị Hà đã chia sẻ. Ngay tối nay chị nhận được một tin nhắn đọc khóc luôn. Chị Hà ơi, không biết chị có đọc đến tin nhắn này của em hay không, nhưng em thực sự cần chia sẻ với ai đó. Em giữ nó trong lòng muốn nổ tung ra. Em đã từng bị lạm dụng tình dục. Ồ, em bị chính anh họ của mình xâm hại nhiều lần chứ không phải một lần. Một lần là con anh bác họ nội, một lần là con anh bác họ ngoại, và một lần là chú thuê nhà em mò vào phòng em khi em đang ngủ. Ôi đau lòng quá. Duy nhất là có một lần chú kia mò phòng em, lúc đó em lớn rồi nên em hét to lên, bố mẹ em phi lên và sau đó thì đuổi hắn đi. Sau bao nhiêu năm những ký ức xấu xa đấy vẫn cứ bám theo em. Chị biết không, em không dám kể với ai. Đến hôm rồi Minh Béo về Việt Nam đọc báo rồi em có kể cho mẹ em nghe. Em nói đích danh những người kia và kể cho mẹ em nghe, nhưng mẹ em bảo con đừng kể ra, người ta sẽ bảo mình dựng chuyện. Dù dù hà giờ hai anh kia đã lấy vợ sinh con, nhưng thú thật mỗi lần phải gặp lại em đều ớn lạnh. Hồi em học lớp 11 em bị ám ảnh quá nặng nề đến nỗi không thể ngủ trong suốt 21 ngày đêm, thức trắng hoàn toàn, em uống thuốc ngủ không ngủ được. Khi đó đang học xa nhà, bố mẹ em sợ quá nên ngay trong đêm đó bảo phải báo tin vì sợ em bị làm sao. Quả thật là cái câu chuyện này quá kinh khủng, có quá nhiều chuyện kinh khủng. Nếu chúng ta đều đã xem bộ phim Hy vọng, cô bé hy vọng của Hàn Quốc thì chúng ta thấy là cái hậu quả của xâm hại tình dục nó rất là nặng nề, không thể lường trước hết được đấy. Một cô bé đã bị ám ảnh bao nhiêu năm trời không thể quên được, và rất tiếc là cô bé này đã không lên tiếng nên đã bị những ba người và nhiều lần khác nhau xâm hại. Rất tiếc. Cảm ơn chị Hà là chị đã là cái người mà người ta phải rất tin tưởng người ta mới có thể nhắn cho chị, và khi người ta nói ra được người ta sẽ nhẹ lòng hơn và người ta thấy ai đó chia sẻ, ai đó đồng hành, người ta sẽ cảm thấy là vết thương nó được một phần nào đó chữa lành. Nhưng có lẽ rất bạn này rất cần được tâm lý trị liệu để thật sự chữa lành vết thương đó. Bạn ấy còn gặp những cái kẻ xấu đó và còn làm cho bạn ớn lạnh, có nghĩa là cái vết thương này chưa hề lành, nó chỉ đang được đóng lại để đó thôi. Rất mong là chị sẽ giúp bạn ấy vượt qua cái cú sốc rất là lớn này. Bạn đã uống thuốc ngủ có nghĩa là bạn đã từng có ý định tự tử. Xin thưa quý vị là những bé mà có những cái hành vi, có những cái đã từng bị xâm hại thì cái nguy cơ bị nguy cơ tìm đến tự tử là rất cao. Chúng ta có đọc tin tức gần đây nhất là hai chị em bị chính bố đẻ xâm hại ở Bình Phước không ạ? Và người chị đã tự vẫn sau rất nhiều năm. Bị xâm hại là khi còn bé và sau đó thì đã bỏ nhà đi làm xa, nhưng mà rồi quay về nhà và đã tự tử. Cái vết thương của xâm hại tình dục mà không hề nguôi ngoai, nó sẽ làm cho người ta bị đau đớn suốt cả cuộc đời. Và đến lúc nào đó nếu không được chữa lành, nếu không đó có được ai đó giúp đỡ, thì cái việc người đó tìm được cái chết là điều rất là dễ xảy ra. Ồ, cảm ơn bạn Kim Dung đã khen chương trình bổ ích. Ồ, rất là mong bạn ấy có thể là chia sẻ thêm với một ai đó, với chị Hà hay với tôi hay với bất kỳ ai có thể bạn tin tưởng và bạn giúp đỡ được cái nỗi đau của bạn. Bạn không phải là một người xấu, chính những cái người làm cho bạn như vậy họ mới là kẻ xấu và họ đáng bị trừng trị. Nhưng tôi tin vào luật nhân quả, có thể vì cái lý do nào đó chúng ta chưa làm cho họ trả giá bằng pháp luật, nhưng luật nhân quả sẽ chi phối và tòa án lương tâm chắc chắn là sẽ xử lý họ. Ồ, rất cảm ơn mọi người đã rất là đồng hành trong cái chương trình mà nghe thì nó không hề vui vẻ. Tôi biết là rất nhiều người không hề muốn nghe những chuyện này. Chính bản thân tôi cách đây nhiều năm cũng không hề muốn nói những chuyện đau lòng này. Nhắc đến những câu chuyện xâm hại là nhắc đến một cái nỗi đau quá lớn. Những ai đó đã từng thấy người thân, người quen hay những ai đó đã từng tiếp xúc với những trẻ bị xâm hại thì mới hiểu hết. Vừa rồi tôi cũng rất là bất bình câu chuyện mà người bị kết án ở bên Mỹ về mà lại có những cái người nói rằng phải tha thứ, phải cho anh ta làm lại cuộc đời.
anh ta có thể làm lại ở bất kỳ nơi đâu, nhưng nếu anh ta tiếp tục trong nghề giải trí hay là anh ta có làm việc với trẻ em thì tôi không bao giờ có thể chấp nhận được. Chúng ta đang nói tới cái những cái nguy hiểm cho trẻ ở trong trường học, thì quả thật là nhân cái câu chuyện chị Hà chia sẻ thì gần đây cũng báo chí cũng đăng rất là nhiều những thông tin là trẻ bị xâm hại ngay chính trong trường của mình bởi thầy giáo, bởi bạn bè. Có lẽ là đây không phải là câu chuyện của những em bé học sinh đâu ạ. Tôi làm ở trong trường đại học và tôi cũng đã may mắn được một số em sinh viên đã tâm sự về cái câu chuyện các bạn ấy bị người yêu xâm hại. Có những cái mối quan hệ tình cảm nó mới đang là sự gọi là tìm hiểu thôi, nhưng mà người đàn ông, người bạn trai đã lợi dụng và tìm mọi cách để xâm hại. Có những người đã bị xâm hại trong quán cà phê khi mà đi chơi cùng bạn trai. Có bạn chúng ta biết là có rất nhiều những quán cà phê vắng theo kiểu đèn mờ, theo kiểu mỗi người một lán, mỗi thì nếu mà bạn gái nào mà ngây thơ tin bạn trai vào đấy chỉ để uống nước thôi thì thật sự là nguy hiểm. Tôi đã được nghe kể lại một câu chuyện một bạn rất là thông minh, khi mà thấy bạn trai này còn đang là tán tỉnh thôi nhưng mà đã dẫn vào cái quán cà phê trông nó hơi mờ ám, có những cái khu riêng biệt và có những cái tiếng động nó không được lành mạnh, thì bạn ấy đã ngay lập tức là tìm mọi cách để đi ra ngoài, đã gọi điện cho bạn gái đến đón về chứ không chấp nhận vào cái nơi đó với bạn trai. Bạn quái gái đó quả thật là rất là thông minh. Thì chúng ta biết rằng là trong trường học ở bất kỳ đâu cũng có thể xảy ra những cái trường hợp làm tổn thương cơ thể trẻ. Và tôi rất là mong những cái video của UNEPA dạy về năm cái cảnh báo để mà cho chúng ta dạy trẻ bảo vệ cái cơ thể của trẻ trong phòng tránh xâm hại. Tôi xin nhắc lại là có cảnh báo nhìn, cảnh báo đầu tiên là cảnh báo nhìn. Chúng ta nói cảnh báo nhìn là những cái kẻ mà nhìn vào bộ phận nhạy cảm của cơ thể trẻ, trẻ phải biết tránh xa cái người đó, hay là cái người đó lại muốn trẻ nhìn vào cái bộ phận nhạy cảm của người đó thì trẻ cũng biết đó là những hành vi xấu, gọi là cảnh báo nhìn. Cái cảnh báo thứ hai là cảnh báo nói. Cảnh báo nói là kẻ đó nói những cái lời dung tục, những cái lời khêu gợi, những cái từ nói những bộ phận đó trước trẻ và làm cho trẻ phải nghe những cái câu tục tĩu đó, thì đấy là cảnh báo nói. Cảnh báo thứ ba là cảnh báo sờ chạm. Thì nếu có kẻ nào đó muốn chạm vào cái vùng riêng tư, nói một cách ngắn gọn là vùng đồ lót như là bác sĩ Lan Hải đã dùng đó, thì trẻ phải biết đó là cái vùng riêng tư của trẻ và không ai được phép chạm vào, kể cả bố mẹ nếu chưa như là trẻ đã lớn và trẻ không cho phép. Bác sĩ muốn khám chữa bệnh cũng phải có một cái sự đồng ý và sự giám sát của cha mẹ. Đấy là vùng riêng tư hoàn toàn của trẻ và trẻ có quyền không cho ai đó động vào. Thì đấy là nếu ai đó sờ chạm vào vùng đó gọi là cảnh báo sờ chạm. Đấy là kẻ xấu, đấy là kẻ có thể lợi dụng trẻ, quấy rối trẻ và xâm hại trẻ. Cảnh báo thứ tư là cảnh báo một mình. Khi mà trẻ đi đâu đó một mình hay ai đó rủ trẻ đi đâu đó một mình với họ mà không nói rằng con hãy không, đừng cho bạn nào biết, đừng cho bố mẹ con biết, đi với chú, với cô, thì chúng ta biết phải nói với trẻ rằng đó là cảnh báo một mình. Đấy là một sự nguy hiểm. Một cái cảnh báo cuối cùng là cảnh báo ôm. Ai đó mà cố tình ôm trẻ vào vào một cách rất là cưỡng ép thì đấy cũng là cách mà trẻ biết rằng đó là dấu hiệu xấu. Trẻ có quyền từ chối và đẩy ra những cái người mà đụng chạm vào những người trẻ mà trẻ không thích. Thì tất cả những cái cách mà chúng ta dạy trẻ bảo vệ cái vùng riêng tư của cơ thể, bảo vệ sự gọi là cái cơ thể của trẻ trước những cái người xấu là điều vô cùng cần thiết. Năm cái cảnh báo mà UNEPA nhấn mạnh giúp cho cha mẹ dạy con một cách rất là cụ thể để trẻ biết là đâu là hành vi xấu, đâu là hành vi được chấp nhận. Ví dụ như là quy luật bàn tay của bác sĩ Lan Hải đã dạy trẻ là vòng tròn mà trong cùng là một là cái mối quan hệ với những người thân trong gia đình, bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột thịt, thì đấy là những cái người chúng ta có thể ôm ấp yêu thương. Nhưng cái vòng với bạn bè, thầy cô thì chúng ta chỉ nên nắm tay thôi, còn với người lạ chúng ta chỉ nên vẫy tay thôi, và với người gọi là bình thường, giao tiếp bình thường chúng ta chỉ vẫy tay, và với người xấu thì chúng ta phải xua tay. Thì tất cả những cái quy luật bàn tay đó chúng ta cần phải dạy trẻ sớm để trẻ biết cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Cơ thể trẻ cần được tôn trọng và không ai có quyền đụng vào. Và nếu đụng vào trẻ phải biết la lên, trẻ phải biết chạy trốn, trẻ phải biết tự vệ.
Và trong cuốn kỹ năng phòng vệ thì tôi có viết bài kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, và tôi đã chia sẻ rất là kỹ những cái cách mà trẻ cần phải làm khi mà gặp kẻ xấu. Ví dụ miệng phải la to lên này, chân phải tìm cách chạy này, hay là thậm chí là phải có những cái lúc mà nếu mà kẻ xấu tấn công quá thì chúng ta lại phải có những cái chiêu bài như giả vờ đồng ý, sau đó lợi dụng cái cơ hội trẻ cái kẻ xấu đó chủ quan thì chúng ta sẽ tấn công lại kẻ xấu để trốn thoát. Hay là có một 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 câu chuyện mà tôi được nghe sinh viên kể lại là một bạn đã rất là thông minh, khi mà bị bạn trai suýt nữa xâm hại thì bạn ấy đã nói là ô bị đau bụng quá mà phải vào nhà vệ sinh. Thế là bạn đã vào nhà vệ sinh, bạn chốt chặt cửa lại và bạn ấy mở nước tràn ra, và người bên ngoài đi qua đi lại thấy nước tràn ra ngoài cửa phòng thì đã giúp cho bạn ấy la toáng lên, và người đó và có người đã đến giúp, và bạn trai kia thì tất nhiên khi mà có người khác thì đã không dám tấn công nữa. Có rất nhiều những câu chuyện mà những bạn thông minh đã có thể tự cứu mình, hay là có những bạn trẻ mà bị bắt cóc khi mà đến đi trên đường đi thì đã tìm mọi cái cách để mà ra dấu hiệu cho những người xung quanh biết là mình đang bị bắt cóc, hay là có những bạn mà xin đi nhà vệ sinh và tìm cơ hội thoát thân từ nhà vệ sinh, hoặc là tìm một cái ai đó để mà xung quanh quán ăn hay là cái khu vực nhà vệ sinh để mà giúp mình, thì đấy cũng là cái cách mà chúng ta cần phải giúp đỡ trẻ. Ở trong cái phạm vi chương trình này thì tôi không có nói được kỹ quá kỹ, chúng ta cần phải cùng với con thực hành, cùng với con trao đổi. Phương pháp của cha mẹ khi dạy trẻ là tốt nhất là hãy cho trẻ tình huống, nếu người ta làm thế này thì con làm sao, cha mẹ cùng đóng vai với con, nếu mà bố mẹ là người xấu, bố mẹ tấn công con, nắm chặt tay con lôi đi thì con phải làm sao, người đó dụ dỗ cho quà con thì con phải làm sao, hay khi có ai đó chạm vào ngực con mà con không thích thì con phải làm sao. Tất cả những cái đó chúng ta nên trò chuyện với trẻ để chúng ta có thể đóng vai, chúng ta có thể là hỏi đáp với trẻ, chúng ta có thể đố vui. Như là chúng tôi đi các trường thì chúng tôi dùng biện pháp đố vui để mà cho trẻ là có tình huống xảy ra này, có 3 phương án này ABCD này, có 3 phương án ABC thì con chọn phương án nào. Thì qua những cái trò chơi, cha mẹ có thể giúp con nhận ra đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm. Và nếu được, cha mẹ hãy dạy cùng một nhóm trẻ, 3 4 đứa trẻ, mình sẽ chơi trò chơi trong nhà, mình chơi trò chơi người tốt người xấu, hay là mình có thể cho trẻ xem một số video mà trên mạng có rất là sẵn về cái cách mà dạy kỹ năng phòng vệ, mà chúng ta có thể tìm rất dễ dàng, chỉ cần search kỹ năng phòng vệ trên YouTube thôi là chúng ta có thể biết được rất là nhiều những cái thông tin. Hay như tôi vừa nói là trên vovh.com.vn thì có do võ sư Hoàng Mai, võ Lê Hoàng Mai đã hướng dẫn rất là chi tiết nhiều kỹ năng tự vệ. Hay là như là tôi thấy là một người em cũng là người bạn của tôi là thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng có một cái video dạy trẻ, dạy các bạn sinh viên cách tự vệ để bảo vệ bản thân, có rất là nhiều, chỉ cần cha mẹ chịu khó tìm mở cho trẻ xem, sau đó là hãy thực hành cùng trẻ. Rất cảm ơn mọi người, tôi nhìn đồng hồ thì đã thấy chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi. Rất cảm ơn chị Hà là chị đã chia sẻ tiếp là người đó đã đang xem, và có thể là có rất nhiều người bạn tương tự phải giấu kín trong lòng không dám nói, nên đây chính là cái cách để chúng ta có thể làm cho một nhiều người dám nói ra. Khi nói ra thì vết thương mới có cơ hội lành, còn nếu chúng ta cứ ôm vết thương trong lòng thì vết thương nó không bao giờ lành. Tất nhiên, và rất là cảm ơn bạn đang đang nghe đang xem, và bạn đã chia sẻ với chị Thu Hà, và chị Thu Hà đã chia sẻ với chúng tôi để chúng ta thấy một cái thực trạng mà nhiều người cứ chủ quan rằng ai đó bị chứ họ không sẽ không bị, con họ sẽ không bị, cháu họ sẽ không bị. Chúng ta cần phải chung tay bảo vệ trẻ em. Thông điệp của tôi luôn luôn là chúng ta hãy chung tay, như là bên 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 cạnh những gì mà bên hội quán các bà mẹ đang làm, chúng tôi đang làm, thì còn một nhóm có đội đẹp của chị bạn tôi đó là tiến sĩ Lê Thị Linh Trang cũng đang làm rất là nhiều, đi đến tất các trường để nói về kỹ năng phòng vệ. Rất nhiều người đang cùng nhau đồng hành, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa những điều cần thiết để bảo vệ sự an toàn. Chúng ta có thể không nói đến những cái, tránh nói những cái tiêu cực để tạo ra hoang mang, nhưng chúng ta lại rất cần có những cái cách thức chia sẻ với nhau để chia sẻ với nạn nhân, bảo vệ nạn nhân, giúp cho những trẻ khác được an toàn. Chương trình hôm nay cũng nhằm mục đích đó. Tôi chỉ mong tất cả mọi người chúng ta, những ai đang quan tâm đến video này, hãy cùng nhau tạo ra một môi trường an toàn cho trẻ. Hãy giúp trẻ nhận ra đâu là người hành vi tốt, đâu là hành vi xấu đối với bản thân trẻ, và giúp trẻ có đủ sức mạnh thể chất cũng như là sức mạnh tinh thần để có thể tự bảo vệ bản thân 24/24 giờ.
các con dũng cảm, các con khỏe mạnh, các con dũng cảm, các con dám tự vệ thì không ai có thể làm gì được các con. Trong cuốn sách này thì cô và chú Tuấn Hiển đã, tôi biết là có một số bé đang xem chương trình với cha mẹ nên tôi muốn nói vài câu với các bé. Đó là nguyên tắc ABCD. ABCD là gì? Là chúng ta nhớ là quan trọng nhất đó. Thứ nhất A là am hiểu, chúng ta phải biết am hiểu những cái kiến thức về nguy hiểm và đâu là sự nguy hiểm cần phòng tránh ở nhà, ở trường và ở ngoài đường, và chúng ta phải bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh của các bạn là rất là quan trọng để mà có thể biết đâu là điều nên làm, đâu là điều nên tránh khi xảy ra nguy hiểm. Những bé bình tĩnh thì sẽ luôn luôn có cái cách thức để chống lại cái kẻ xấu, trốn thoát khỏi kẻ xấu, bằng những cái kinh nghiệm mà sách vở đã dạy, bằng kinh nghiệm bố mẹ đã dạy, bằng kinh nghiệm mà bản thân cô Thúy cũng đang chia sẻ ngày hôm nay. Đấy là phải bình tĩnh, đừng đừng bị rối khi mà gặp chuyện. Cho nên vì thế cha mẹ tập đóng vai với con cũng sẽ giúp cho trẻ đối mặt với những tình huống mà trẻ khi gặp trẻ sẽ không bị sốc. Cái thứ ba, chữ C là cẩn thận, luôn luôn cẩn thận trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc mà chúng ta đang làm hàng ngày. Ở bất kỳ đâu, có nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ đâu với bất kỳ ai. Và chữ chữ D chính là dám tự vệ. Đó, A, B, C, D là đấy là ba cái, bốn cái bí quyết là dám tự vệ, là mình dám chống lại, mình dám bảo vệ bản thân. Mình không đánh lộn, mình không tấn công lại theo cái nghĩa là đánh lộn, nhưng mình có thể tự vệ để mình an toàn, để mình bảo vệ mình, để mình có thể nói lại với người khác để kẻ xấu bị trừng phạt. Rất là mong các bé hãy dũng cảm và tự bảo vệ bản thân. Cảm ơn các bậc cha mẹ cũng như là các bé đã đồng hành trong buổi hôm nay. Quả thật là thời gian thì đã hết rồi và những vấn đề này thì chắc chắn là còn chúng ta còn phải bàn tiếp về lâu về dài. Rất mong quý vị phụ huynh hãy chịu khó nói với con về sự an toàn, những nguy cơ và cách phòng tránh. Đặc biệt là hãy luyện tập cùng con, hãy tạo ra những sự tình huống để chúng ta cùng trẻ xử lý, để chơi trò chơi, để chúng ta có thể giúp cho trẻ rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện sự gọi là dũng cảm để trẻ luôn luôn được an toàn mọi nơi mọi lúc. Đấy là điều mong ước của tôi cũng như là tất cả quý vị, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.